Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Thanh Tuấn. Chương 28. Ăn gì thế? Nhỏ Quyền đề cập ngay vấn đề. Ăn ốc giác mắm gừng, rồi uống nước mía, rồi bánh tráng nướng, sau đó thì mình tính tiếp ha. Khang Mập hùng hổ. Được á, đi nhanh nha. Nhỏ Quyền mắt sáng rỡ, phốc lên sau xe thằng này. Bỏ từ rồi, sao chẳng nghe chúng nó đã động gì đến chuyện của mình thế nhỉ? Toàn thấy Khang Mập với Nhỏ Quyền thi nhau gặm ốc bỏ vô miệng. Tôi ngồi nhai vài miếng cho có lệ, chẳng lòng dạ nào nuốt nổi. Cho hai dĩa ốc với ba ly nước mía bác ơi. Nhỏ này gọi thêm. Ngon á. Khang Mập múc múc cây tăm, ra chiều thèm thuồng. Trời ơi. Tôi cười khổ. Hai chuyên gia ẩm thực này gặp nhau thì có mà ăn đến sập nhà người. Không đợi được nữa nên tôi khèo chân thằng Khang ra hiệu. E hèm. Quyền nè. Bạn Nam đây có chuyện cần tâm sự. Khang Mập hiểu ý. Gì thế? Ăn nhanh đi Nam. Không tôi ăn hết à nha. Nhỏ này vẫn gấp đũa. Không buồn nhìn tôi. Nghỉ tay đi bà ơi. Nó cần nhờ giúp thiệt đấy. Chuyện nhỏ vi ấy mà. Khang Mập cười xòa can thiệp. Sao Nam? Kể đi. Nghe liên quan đến MV nên Quyền ngừng ăn. Đầu đuôi lại như vậy nè. Tôi ngập ngừng kể lại y chang những gì đã kể với thằng Khang. Cùng một buổi chiều mà phải nhắc lại nỗi đau đến hai lần. Nhỏ Quyền nghe tôi kể đến đâu thì gật gù đến đấy. Lâu lâu lại chép miệng ra chiều tiếc nuối cho cái sự ngu của tôi. Thỉnh thoảng lại lắc đầu ra ý chán chê cho cái sự nông cạn của thằng Khang. Khi nó hiến kế chạy qua nhà Vi xin lỗi thẳng thừng, nó lắc đầu khoảng thêm 3 lần nữa thì mới nói. Tôi nghĩ á, Vi nó không giận chuyện ông tặng trúc mai với nó hai bó hoa giống nhau đâu. Ai lại chẳng biết, ngoài hàng hoa lâu lâu sẽ có ngẫu nhiên vài bó gói giấy y chang chứ. Tôi nghĩ là Vi nó giận ông chuyện khác đó. Là chuyện gì? Mình tưởng Vi giận vì vậy thôi chứ tôi vẫn chưa hiểu. Thế ông có biết ý nghĩa hoa hồng phớt là gì không? Nhỏ Quyền nhìn tôi. Hoa thì là hoa. Ý nghĩa gì là sao? Tôi đần ra. Thế xong, xem như ông tự chuốc quả vào thân rồi. Nhỏ Quyền thở dài lắc đầu. Là sao? Quyền nói rõ ra đi. Khang Mập sốt ruột. Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Như là hoa hồng đỏ nè, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đậm đà. Hoa hồng bạch biểu thị vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ nè. Nên tùy người tùy lúc mà tặng mỗi loại hoa khác nhau. Nhỏ này giải thích. Thế thì hoa hồng phớt là gì? Tôi và Khang Mập cùng hỏi. Lời ngỏ ý bắt đầu một tình yêu mơ mộng của người tặng dành cho người nhận đó. Nhỏ Quyền nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Thế Vi có biết mấy điều này không? Biết chứ sao không? Nói với tôi hồi cấp 2 học cắm hoa mà. Nhỏ Quyền tiếp tục thở dài. Thôi tiêu mày rồi chú ơi. Khang Mập bưng mặt. Bậy mày. Tôi phản đối yếu ớt như là đèn dầu trước bão. Mà cũng tại ông không có dứt khoát. Thích tới thì thích một người thôi. Nhỏ Quyền trách. Thì tôi thích mỗi Vi thôi mà. Nam với Mai chỉ là bạn thôi. Nhưng mà ông không có nói rõ ràng với Trúc Mai. Có mù cũng biết nhỏ ấy có ý với ông nữa. Gì nữa đây? Làm gì có? Tôi ngạc nhiên khiếp. Tao cũng thấy đúng đó. Mày nhớ hôm mày chở thằng Tuấn về trước vì nó rách quần không? Khang Mập đồng tình. Nhớ,
À, rồi sao? Tôi ngơ ngác. Tao thấy ra về rồi, mà mày á chưa quay lại, nên định đem cặp mày về dùm. Về đâu á hả? Đang lui cui dọn dẹp á thì mai đến. Nói tao á, để xếp sách vở của mày á, với giữ cặp dùm cho. Là tao đã ngờ ngợ rồi. Nhưng mấy hôm nay á, thấy mày với Huy như thế á, thì tao nghĩ cũng không cần nói ra nữa. Còn nữa nha, chiều đó ông chở Mai về á, thì tôi với nhỏ Huy đang ngồi trước nhà, thấy hai người chạy ngang qua, cười nói vui vẻ lắm mà. Nhỏ Quyền nheo mắt tiếp lời. Lúc đó đó, tôi thấy Huy có vẻ không có vui, nên tối hôm sau mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn rồi qua nhà ông đó. Ừ, tôi ngồi nghe mà cái mặt đần thối ra. Chưa hết, cái hôm mà mày đọc đối thoại án liệt với Huyên Mai đó, lúc đó mày có chú ý gì đâu, ngồi lơ ngơ. Mai nhờ người ta nhắc vai nên mày mới không vào sổ đầu bài. Khăn mặt phán tiếp. Ừ, là Mai nhầm vai nên tao mới biết mà. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ơi, người ta ngồi chú ý nghe giảng chứ đâu phải như ông đâu. Mà nhầm sao được mà nhầm. Tôi ngồi trước Trúc Mai nè, tôi thấy rõ lúc ông lớn ngớ, nhỏ mỉm cười rồi giả như là đọc nhầm vai, ý là nhắc bài cho đó cha nội. Vì nó cũng biết mà, mỗi ông có chúi mũi vô sách nên đâu có biết gì đâu. Nhỏ Quyền nó đến đây thì tôi chả nhận ra đi nước mía trước mặt là cái gì ở trên đời nữa. Ủa, mà tối hôm Chủ nhật á, hai người đi đâu, làm gì? Mà sáng thứ hai á, tôi thấy nhỏ Vi vui thế, khác hẳn hôm thứ bảy á. Nhỏ Quyền hỏi tiếp. Ừ thì lúc Quyền về á, tôi với Vi đi dạo, rồi á qua nhà Mai để Vi đưa cuốn sổ gì đó rồi về thôi. Tôi rầu rĩ đáp. Ừ, cái gì? Ông chở Vi qua nhà Mai á? Nhỏ này trố mắt sửng sốt. Ừ, sao? Tôi ngạc nhiên. Lạ nhỉ? Trước khi qua nhà ông rủ đi chơi á, thì tôi với Vi đã qua nhà Mai rồi mà. Cũng là đưa cái danh sách sinh hoạt đoàn luôn trong buổi tối đó chứ mấy. Nhỏ Quyền đăm chiêu nghĩ ngợi. Vi nó nghĩ gì vậy ta? Vi nghĩ gì thì mỗi tôi mới biết. Vậy là em ấy thấy tôi chở Tiểu Mai hôm trước, nên tối hôm sau cố ý để Tiểu Mai thấy tôi đi chơi khuya với em ấy lại. Ý chừng ra dấu báo cho Tiểu Mai biết là bọn này đang tiến triển tốt đẹp. Trời ơi, nghĩ đến đây, tôi vừa phục Khả Vi suy xa tính kỹ, vừa thương em vì lỗi tôi tặng qua tối qua, vừa có chút giận giận vì vì sao thì tôi cũng không biết được. Thôi thì mai 20 tháng 11 á, cả lớp đi thăm thầy cô. Ông xem tranh thủ tìm cơ hội mà xin lỗi Vi đi, chứ để lâu nhỏ giận thì mệt lắm á. Quyền bảo tôi. Lúc Vi giận thì sao hả? Khang mặt tò mò. Hồi lớp 9 á, con thằng tán mãi mà Vi không có chịu, bực mình về thằng này đến tận nhà làm phiền. Nhỏ Vi hôm sau á, mắng nó xối xả trước lớp. Từ đó về sau á, không có thấy tên này hó hé gì luôn. Tôi cũng một phen hết hồn luôn á. Nhỏ Quyền tiết lộ. Thôi chiều rồi, chầu này á, tôi trả, cảm ơn hai người nhiều. Tôi đứng dậy tính tiền. Ơ, này, sao thế? Không đi với bọn này nữa à? Thằng Mập ngơ ngác. Tao về trước buồn ngủ, hai người đi vui vẻ nha. Tôi cười gượng gạo rồi về. Ê, nhớ sáng mai đi 20 tháng 11 đấy nha. Khang Mập gọi giới theo. Tôi về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay nhiều việc xảy ra quá.
Tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra Tiểu Mai vẫn có ý với tôi. Từ chuyện đợi về đến vụ nhắc bài, đến cả hôm qua, lúc tôi tặng quà thái độ nàng muốn nói gì đó mà không nói. Giờ thì tôi mới hiểu nàng định nói gì. Còn Vi thì nặng lòng với tôi quá, mà tôi thì thật vô tâm, chả để ý tâm lý con gái. Kết quả là giờ bị em ấy giận cũng đáng đời. Về nhà, tôi chả buồn ăn cơm, nằm vật vã ra giường, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Chương 29. Sáng chủ nhật 20 tháng 11, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ghé mắt sang thì thấy ông anh đã tết đi với lớp từ lúc nào. Tôi thất thểu lê thân vào phòng tắm. Mày làm sao mà mặt buồn so thế con? Mẹ tôi hỏi. Dạ đâu có. Tôi chối. Thế tí có đi với lớp không? Dạ có. Ăn xong con qua nhà thằng Khang. Chắc trưa không về nhà. Tối nhớ về ăn cơm đó. Mẹ tôi dặn rồi lên trên nhà. Tôi ngồi thẫn thờ cầm chai nước nóc ừng ực. Từ lúc về nhà tối qua đến giờ chẳng uống lấy một giọt. Giờ khát khô cả cổ. Bật tivi lên xem. Định ngồi một chút rồi qua nhà Khang Mập. Chứ lớp tôi là chúa giờ dây thun. Hẹn 8 giờ thì dậy chừng phải 9 giờ mới đông đủ. Mà thật sự thì hôm nay tôi cũng chẳng buồn đi. Em Vi giận rồi thì đi còn vui cái nỗi gì. Reng reng, điện thoại reo ở trên nhà. Bực mình, đang ngồi cho tỉnh táo một chút thì ai gọi không biết. Có khi thằng Mập hối thúc tôi lên đúng giờ không chừng. Alo, tôi quể quải nhấc máy. Nam hả? Vi nè, giờ qua chở Vi liền nha, xuống nhà Khang rồi còn đi với lớp nữa. Giọng em Vi rõ là tươi tỉnh, chả có chút giận hờn. Giờ Nam qua. Tôi ngạc nhiên không biết để đâu chưa hết. Sao mà mới hôm qua còn giận thì sáng nay đã bình thường lại rồi chứ. Cứ tưởng xong vụ này cạch mặt nhau luôn chứ. Quần jean áo bun, khoác thêm cái sơ mi ngoài, dầu ăn a, nhằm dầu thơm đầy đủ, tóc tai chỉnh tề, rồi dắt con xe đạp ra. Tôi phóng như bay đến nhà Vi, trong bụng 3 phần lo mà 7 phần mừng. Chắc em ấy đã hiểu và tha lỗi cho mình rồi. Thiên hạ bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian. Tôi thấy chẳng say tí ti ông cụ nào. Đến trước nhà em đợi gần 30 phút, rã cả chân thì Vi mới bước ra. Vẫn xinh như mọi ngày, hôm nay lại còn cả kẹp mái tóc và son môi. Xem như là cũng không uổng công đợi. Nhưng ác nổi, khuôn mặt em Vi vẫn chằm chằm, tia nhìn đầy sát khí, vẻ như là chả thèm biết tên thằng tài xế này là gì. Bước tới rồi ngồi sau xe thôi. Chào Vi. Tôi đâm chột dạ chẳng biết nói gì. Qua nhà Khang đi. Em đáp mà giọng lạnh lùng vô kể. Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà Khang Mập, hai đứa tôi chẳng ai nói tiếng nào. Không khí y như là đang họp chi bộ. Tôi thì không dám nói đã đành. Em cũng chẳng thèm mở lời bắt chuyện. Tôi tự biết để xảy ra tình thế như vậy là lỗi của tôi, nên nó cũng không dám manh động. Thế khi nãy là ai nói chuyện trong điện thoại chứ? Rõ ràng là giọng em nó mà. Sao giờ thành một con người khác mất rồi? Tôi hoang mang với cả đống câu hỏi trong đầu. Không hiểu em ấy rốt cuộc là đang có ý gì đây chứ? Đến nhà Khang Mập thì mới lèo tèo dài móng. Biết mà, học sinh lúc nào cũng tác phong nông nghiệp, toàn chơi giờ dây thun. May mà thằng này có trừ hao ra một giờ, không thì chắc đợi tới trưa. Nản các bạn thật đó. Ô kìa, hai bạn ấy đã đến rồi kìa. Thằng Tuấn cà khịa. Tiểu Mai đang ngồi sau xe nó. Cái thằng thức dậy sự chú ý. He, vẫn chưa đủ hả? Vi xuống xe hỏi Khang Mập. Dây thun quá à. Nó nói mà nhìn sang tôi cười toát miệng, ý bảo tôi sao hay thế.
mới đó mà đã làm lành rồi. Ôi, tôi nhăn mặt lắc đầu, ý bảo vẫn chưa ổn tẹo nào, làm nó tròn mắt chẳng hiểu. Tiểu Mai có nhìn tôi, nàng cười thật tươi, nhưng lần này tôi chỉ dám khẽ gật đầu chào lại chứ không cười cầu tài như mỗi lần nữa. Cho dạng cũng chả dám. Án tử MV còn treo trên đầu tôi mà. Em ấy đang ngay kế bên. Nếu mà giờ cười tình với Tiểu Mai thì chắc tôi cũng giống số phận của thằng nhãi hôm qua, nhỏ quyền kể quá. Nhưng lần này thì MV chẳng thèm để ý tôi làm gì. Em vẫn cười nói bình thường với mấy đứa khác. Mỗi khi tôi chen vào câu gì thì em làm như không có tôi nói. Chuyển chủ đề khác ngay. 9:15, cả lớp mới đông đủ. Kế hoạch đó là sẽ đi thăm cô Nga chủ nhiệm trước, sau đó đến các thầy cô bộ môn, rồi đi chơi một bữa đông đủ cho đã. Đời học sinh, ngoài mấy ngày Tết ra thì ngày 20 tháng 11 là được chào đón nồng nhiệt nhất. Lý do chính vẫn là đi thăm thầy cô giáo. Nhưng cái lý do tập trung ăn chơi thả vàng thì cũng quan trọng không kém. Đường phố hôm nay đâu đâu cũng thấy những tớp học sinh qua và quà trong vỏ xe, cười nói vui vẻ. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà hầu như ngày 20 tháng 11 nào trời cũng đều rất đẹp và mát, không nắng gắt, cũng không có mưa, tha hồ mà long nhong ở ngoài đường. Lớp tôi đến nhà cô chủ nhiệm thì đã 9:45, nên đã thấy có học sinh lớp khác ở trong nhà cô. Đẹp mặt chưa? Lớp người ta đi thăm cô giáo bộ môn còn sớm hơn lớp này đi thăm cô chủ nhiệm nữa. Cô Nga ngồi giữa, con gái lớp tôi ngồi dây quanh, bọn tôi thì đứng. Chứ chen hết vào thì chỗ đâu mà ngồi. Hỏi thăm vụ văn nghệ rồi chuyện học hành ở trên lớp một hồi, thì cái gì đến nó cũng đến, các bạn lại bắt đầu điệp khúc muôn thở. Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô. Mấy nhỏ nữ bắt đầu mè nheo. Nha cô, tối về chắc ngủ luôn, học không có nổi. Ừ, thế mai cô không dò bài vậy, cô Nga nói. Dạ, ăn chơi thải vàng rồi nha. Nhỏ yên ù khoái chí. Mà Trúc Mai sẽ kiểm tra bài, ai không thuộc ghi vào sổ cho cô nha. Cô Nga cười cười tiếp lời. Đừng mà cô. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi. Vậy lo năn nỉ bạn Mai kia kìa, năn nỉ cô làm gì? Em không có mà cô. Tiểu Mai cười ngượng, nói bâng quơ. Mà em có học Anh ngữ ở đâu à Mai? Cô nghe em nói giọng chuẩn, không phải như các học sinh phổ thông bình thường. Cô thắc mắc. Dạ, gia đình em hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lẩm bẩm theo cô à. Nàng khiêm tốn. Phải rồi, bạn Mai dễ thương, học giỏi, lại múa đẹp, ai mà chẳng thích ha. Em vì hấp hái mắt nhìn Tiểu Mai. Nhưng mình còn kém khoảng giao tiếp lắm, đâu được như bạn Vi, với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng. Nàng cũng nhìn Vi cười lạnh. Thôi đi hai chị, tôi nổi da gà hết rồi nè. Nhỏ Phương giờ rùng dai cà khịa. Cô Nga và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng hai nàng đang nói chuyện giỡn chơi xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa. Chỉ có tôi là không biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy quá chừng, y như nước với lửa vừa gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh, rồi tiến tới chạy đua vũ trang, đến nơi luôn vậy. Chương 30. Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3:30 chiều. Lúc này đứa nào cũng thấm mệt, vì cả ngày chạy ngoài đường, nên ý kiến ra biển chơi rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất. Vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển.
biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều. Quá ra chả phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển, mà là tư tưởng lớn gặp nhau, phải gọi là đông vàng trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tốp. Nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch, nhóm thì lập phe chơi keo hay là u gì đó. Một vài đứa ngồi ở trên bờ hóng gió. Khang Mập và nhỏ Quyền thì đã tết thì đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi ở phía trên đồi. Khác là lần này nàng không ngồi một mình mà là thằng Tuấn đang liếng thoáng kế bên. Và thằng Chiến thì lấp ló ở phía sau như là chực xô thằng này lăn cù xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy giỡn thì đổ mồ hôi. Mà hóng gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có Tiểu Mai rồi. Tôi nghĩ vậy, thế là bệt luôn xuống bờ cát. Thằng Dũng chạy lại. Sao ngồi một mình vậy mày? Ra đá cầu đi, tao mới mua nè. Do máy thế này mà đá gì nổi. Tôi lắc đầu. Kệ, ngồi không làm gì. Nói rồi, nó chạy về phía bọn thằng Luân với mấy đứa tổ ba đang đợi. Tôi vừa định đứng dậy nhập hội cầu may với tụi nó thì em Vi từ đâu bước lại. Tản bộ với Vi đi Nam. Em ấy rủ, mặt vẫn lạnh tanh. Thì đi. Tôi đáp vẻ hối lỗi pha lẫn bực dọc vì bị làm lơ cả ngày nay. Bọn tôi tháo dép xách tay đi về hướng sân golf Novoten. Ở đó có thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận mũi đá xa tít ngoài kia. Gió biển thổi mát rượi, càng đi xa về hướng này thì biển càng vắng dần, tiếng đùa dẫn ý ới đằng xa, giờ chỉ nghe vọng lại. Vi mắt nhìn xa xăm, vẫn lặng im đi cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc và cười mỉm. Đi được một lúc thì tôi hết đợi nổi nữa, cất tiếng trước. Sao hôm nay không nói với Nam gì hết vậy? Lần này tôi đã nói rõ ràng rành mạch, hình như bị bơ cả ngày nay nên giờ tôi chẳng thấy e ngại gì nữa, hùng hổ nữa là khác. Biết rồi còn hỏi. Vi đáp gọn lọn. Thì biết, được chưa? Tôi bạo ghen. Thế biết gì? Nói Vi nghe đi. Em dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào tôi. Chuyện mình tặng quà cho hai người lúc diễn đó. Tôi hơi chột dạ. Hai người á, là hai người nào? Thì là Vi với Mai đó. Tôi gãy đầu. Tặng quà cho bạn diễn văn nghệ thì đâu có gì sai nào. Nhưng mà mình lại tặng quà giống nhau mà. Vi là gì với Nam chứ? Mắt em ấy nhìn xoáy vào tôi. Thì bạn gái. Vậy Mai là gì với Nam? Lại hỏi tiếp. Là bạn bình thường. Tôi khó khăn trả lời. Vậy sao lại còn mua cùng một loại hoa tặng cả hai người chứ? Giọng Phi chuyển sang trách cứ. Lý ra mình không nên mua hoa hồng phớt, nhưng mà tôi bắt đầu nói tào lao. Thế ra tặng hoa hồng phớt cho tôi là sai à? Tiếp tục bắt bẻ. À không, ý Nam không phải vậy. Tức là tôi đổ mồ hôi hột dù gió đang mát lạnh. Lần trước Vi nói Nam còn vi phạm thì chết với tôi. Thế bây giờ chết cho tôi xem đi. Mắt em đã đỏ que. Hay là tôi tự thấy vậy không biết nữa. Lúc đó làm gì đến nỗi phải... Tôi quýu lịch. Không được chứ gì, vậy thôi. Dứt lời em bước đi ngang qua vai tôi, còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ. Người cứ đờ ra chả biết làm gì. Chục, từ đằng sau, Vi nhẹ, nhón chân và hôn lên má tôi, rồi em cười khúc khích. Tôi mặt đỏ như gất chín,
run run vì quá bất ngờ. Chết rồi nha, chết chết đứng luôn kìa. Em vẫn cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Vậy là sao? Tôi đang ngu. Là thai rồi đó. Nãy giờ chỉ đùa chọc Nam thôi, chứ hôm qua Quyền tới nhà Vi kể hết rồi. Hết giận từ hôm qua rồi kia. Vậy mà sáng giờ làm tưởng hết hồn à. Tôi thở phào. Tưởng gì ấy? Thì tưởng không nhìn mặt nữa chứ sao. Bậy nào. Em đâu dám bỏ chàng cô đơn chứ. Em ôm tay tôi, nghiêng mái đầu cười lả lướt. Chúng tôi dạ bộ dọc theo bờ biển, một tay xách dép, tay còn lại nắm tay nhau. Lúc này nhìn Vi dễ thương thật, nụ cười tỏa nắng, thỉnh thoảng khẽ vuốt đôi làn tóc mai. Chợt em chạy lại chỗ bờ cát gần bãi cỏ. Nam, rùa con kìa Nam. Mắt Vi hấp hái. Không phải đâu, là ba ba đấy. Vì chứ kiến thức phổ thông thì tôi nhiều vô kể. Ôi, nhìn yêu thế. Ngồi chơi thêm chút nữa thì bọn tôi đi ngược lại về chỗ lớp đang tập trung, chứ lỡ đi xa quá bị bỏ lại mất thì khổ. Mới được nửa đường thì đã thấy Tiểu Mai và thằng Tuấn đi hướng ngược lại. Thằng này tay kia cũng cầm dép, tay còn lại cầm chai nước. Tiểu Mai đi bên cạnh. Ghê nha, nắm tay rồi nha. Thằng Tuấn chọc. Sao đây, gan tị à? Tôi phản pháo. He he, tao không dám. Nó cười đẻo cán kinh dị. Dĩ nhiên. Tiểu Mai thấy tôi với Vi tay trong tay đi dạo, và nàng không tỏ thái độ gì cả, đi trước mặc cho thằng Tuấn quầy quả chạy theo sau. Nhưng tôi của ngày đó đâu hay biết Tiểu Mai đang buồn lắm. Lúc này tôi chỉ biết mình đang cực kỳ vui sướng mà thôi. Đi đến gần chỗ lớp tập trung, Vi mới rời tay tôi và đi trước. Cũng phải, để cả lớp thấy thì ngượng chết. Tôi vừa định bước theo sau thì chợt nghe. Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu nha. Giọng Khả Vi ở phía trước khẽ thoáng trong làn gió biển mát lạnh của buổi hoàng hôn.